Xin chào mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Kênh của em thường xuyên quay với những vị trí của cái căn nhà có cái giá chào bán chỉ từ 1 tỷ 300 triệu đồng, nhà mới xây, thiết kế là 4 đến 5 tầng và đều đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ. Hôm nay em anh sẽ quay một cái vị trí căn nhà rất là gần với lại Ủy ban Nhân dân phường, gần với khu đô thị Đô Nghĩa, giá chào bán là 2 tỷ 350 triệu. Xin mời mọi người cùng đi vào phía căn nhà cùng em. The storms we chase are leading.